quá quy mô, quá hoành tráng. Chính vì vậy mà Tam Đa đã phải một năm tổ chức một cái buổi tiệc gọi là tri ân những vị khách, những người bạn cùng đồng hành với Tam Đa trong suốt thời gian qua. Vì vậy Đan Trường hy vọng là năm nào Đan Trường cũng sẽ có mặt để mà cùng đóng góp những cái chương trình ca nhạc thật hay dành tặng cho Tam Đa Promo. Đan Trường sẽ gửi những ca khúc làm sao phù hợp với lại buổi gala dinner ngày hôm nay. Nó vừa có tình yêu nhẹ nhàng, nó vừa có truyền thống ca ngợi đất nước Việt Nam của chúng ta nữa. Nói chung là những bài hát nó sẽ mang đậm tính nhân văn, cũng như là Đan Trường lần đầu tiên có vũ đoàn theo Đan Trường để mà Đan Trường có thể thỏa lòng biểu diễn những bài hát thật hay dành tặng cho Tam Đa trong ngày hôm nay. Trong chương trình hôm nay có 99 vị khách may mắn được lọt vào vòng đặc biệt hả? Bốc thăm trúng thưởng. Đó là một cái điều mà Đan Trường cũng muốn tham gia. Nhưng mà thôi, nói chung là 99 vị khách ngày hôm nay Đan Trường nghĩ là cũng rất là ưu tú, xứng đáng được nhận thưởng những món quà đặc biệt của Tam Đa. Đan Trường xin chúc cho thứ nhất là chương trình Tam Đa sẽ thành công tốt đẹp. Thứ hai là xin chúc cho những vị khách, 99 vị khách chúng ta lúc nào cũng hạnh phúc, nhiều sức khỏe, may mắn và luôn luôn thành công trong công việc của mình. Em rất là vui khi có mặt tại Praha. Đây cũng là lần thứ hai mà Trung Quang được đến Praha để mà biểu diễn. Và lần này đến đây thì Trung Quang đem rất là nhiều bài hát hay, cái bài hát mới để mà dành tặng cho tất cả quý vị khán giả tại Praha đêm nay. Và Trung Quang xin được chúc mừng tới 99 vị khách hàng may mắn nhất đã lọt vào vòng chung kết của Gala Dinner. Và xin chúc cho 99 khách hàng may mắn sẽ có một bữa tiệc, có một đêm nhạc thật là vui này, và sẽ nhận được những phần quà thật là giá trị từ Gala Dinner đêm nay.